Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Huyện Hà Trung có hơn 260 đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đang hoạt động với mục tiêu sản xuất phải an toàn để sản xuất. Các doanh nghiệp trên địa bàn đang nỗ lực cùng chính quyền thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Qua đó vừa đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, vừa góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng địa phương. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá Thanh Hóa hiện có gần 650 nhân viên, chủ yếu là người địa phương. Xác định hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 phụ thuộc rất lớn vào ý thức của người lao động, nên ngoài việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, công ty còn áp dụng chế độ nếu người lao động phải cách ly y tế do yếu tố khách quan thì vẫn được hưởng 100% lương. Chính điều này đã khiến tất cả người lao động trong công ty luôn khai báo y tế trung thực, kịp thời và yên tâm sản xuất trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 phức tạp. Giờ công ty chi trả phần lương trong những trường hợp là cách ly và phong tỏa tại gia đình. Phần đó thì giúp chúng tôi cực kỳ yên tâm. Trong trường hợp bất chắc có vấn đề xảy ra thì chúng tôi sẽ khai báo y tế trung thực. Công ty cũng thường xuyên đấu mối với lãnh đạo huyện và các quan chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương để nắm bắt thông tin kịp thời, để chỉ đạo cái sự thực hiện phòng tránh dịch trong công ty. Đặc biệt đối với người lao động thì hiện nay công ty đã tiêm phòng cho gần như 100% người lao động được tiêm vaccine, và trong đó 70% đã tiêm được 2 mũi vaccine. Và công ty đã có một cái chính sách là những người mà bị khách quan phải cách ly hoặc là bị phong tỏa thì đều được công ty trả lương bình thường, để khuyến khích người lao động trung thực trong việc khai báo y tế. Còn tại công ty trách nhiệm hạn giày Venus Việt Nam, gần 900 công nhân, trong đó có hơn 2.000 công nhân không phải người địa phương. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, tất cả người và phương tiện ra vào công ty đều được kiểm soát chặt chẽ. Thông tin về dịch bệnh được cập nhật hàng ngày trên bản tin để công nhân theo dõi. Phía trong nơi sản xuất, công nhân đeo khẩu trang đúng quy cách, hạn chế trao đổi nói chuyện. Bên cạnh đó, công ty còn phối hợp cùng chính quyền địa phương để nắm kịp thời tình hình dịch bệnh trên địa bàn và đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân. Công ty chúng tôi đã thành lập ban an toàn phòng chống COVID-19 và có người phụ trách chính liên hệ với địa phương. Trường hợp trên địa bàn có phát hiện ca nhiễm COVID-19 thì sẽ thông qua người phụ trách đó liên hệ với công ty để có những biện pháp phòng chống cùng địa phương. Ngoài ra, công ty cũng đã xây dựng các phương án phòng chống dịch. Nếu ca kíp hay tổ đội sản xuất nào xuất hiện ca bệnh thì chúng tôi đều có phương án ứng phó phù hợp. Công nhân của chúng tôi cũng đã được địa phương tạo điều kiện cho tiêm đủ một mũi và đang tiến hành tiêm dần mũi hai. Đến nay, huyện Hà Trung đã phân bổ được gần 9.300 liều vaccine phòng COVID-19 cho người lao động thuộc 260 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Huyện cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát, đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch. Hiện tại thì các cái công ty xí nghiệp lớn trên địa bàn thì hầu như đã bao phủ đủ mũi 1, còn mũi 2 thì chờ thời gian thôi. Còn thứ hai là giữa cái công ty với lại cái chính quyền ấy thì là chúng tôi là có cái mối liên hệ đặc biệt, thường xuyên trao đổi thông tin liên lạc qua điện thoại cũng như là cái báo cáo nhanh hàng ngày. Khi mà có sự việc thì chính quyền sẽ xuống chung tay cùng công ty giải quyết trong nhanh nhất, đúng quy định nhất. Việc chủ động các biện pháp trong phòng chống dịch, tuyên truyền nâng cao nhận thức và đặc biệt là ý thức của người lao động tại mỗi doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa dịch COVID-19, qua đó giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều chuyển biến tích cực, phạm vi thanh tra được triển khai rộng khắp ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực xã hội quan tâm và dễ phát sinh tiêu cực. Qua đó đã nâng cao hiệu quả chất lượng công tác thanh tra, nhất là công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Bám sát những chủ trương định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, hàng năm thanh tra tỉnh Thanh Hóa đều chủ động xây dựng kế hoạch công tác và triển khai có hiệu quả các nội dung công tác thanh tra. Chỉ tính riêng 10 tháng năm 2021, các tổ chức thanh tra trong tỉnh triển khai 202 cuộc thanh tra hành chính, ban hành kết luận 168 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm gần 199 tỷ đồng và hơn 9.600 mét vuông đất, kiến nghị thu hồi gần 15 tỷ đồng. Riêng thanh tra tỉnh đã triển khai 28 cuộc thanh tra kinh tế xã hội trên các lĩnh vực. Một số cuộc đã phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, kiến nghị xử lý trách nhiệm của nhiều tập thể cá nhân vi phạm. Thanh tra tỉnh đã thực hiện có hiệu quả vai trò tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh trong công tác tiếp công dân,
kịp thời xác minh giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, tham mưu triển khai thực hiện tốt việc tiếp dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy. 10 tháng năm 2021, Thanh tra tỉnh đã xác minh, tham mưu giải quyết kịp thời 158 vụ việc khiếu nại tố cáo, đã xác minh báo cáo kết quả giải quyết 144 vụ, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Ngoài cái nhiệm vụ về quản lý nhà nước thì phòng thanh tra chống tham nhũng chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu các cái nhiệm vụ về kinh tế xã hội cũng như là giải quyết nợ tố cáo. Thứ nhất thì từ trong 10 tháng thì phòng chống tham nhũng cũng đã hoàn thành 3 cuộc thanh tra. Thứ nhất là cuộc thanh tra về tiếp công dân giải quyết nợ tố cáo và phòng chống tham nhũng và quản lý ngân sách của Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Bỉm Sơn, và hoàn thành xong cái cuộc thanh tra về trách nhiệm của tiếp công dân giải quyết nợ tố cáo phòng chống tham nhũng tại Viện Quy hoạch Kiến trúc, và một cuộc thanh tra đột xuất là cuộc thanh tra quản lý sử dụng đất tại cái khu đất số 01 Nguyễn Du, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Trong những tháng cuối năm 2021, toàn ngành thanh tra xác định nhiệm vụ trọng tâm là làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Trong đó tập trung thanh tra một số lĩnh vực như quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt thanh tra trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng lãng phí. Về công tác thanh tra thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt có hiệu quả cái quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 được Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt. Chúng tôi sẽ tăng cường cái hiệu lực, hiệu quả và cái kết quả trong cái công tác thanh tra để đảm bảo là làm sao các cuộc thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo được cái chất lượng. Ngày 23 tháng 11 hàng năm là ngày truyền thống của ngành thanh tra. Đây là dịp cán bộ công chức viên chức ngành thanh tra Thanh Hóa nhìn lại những chặng đường đã qua, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, luôn thể hiện và giữ gìn phẩm chất của ngành theo phương châm trung thành, tận tụy, gương mẫu, liêm khiết, khách quan, công tâm, hết sức, hết lòng vì nhiệm vụ được giao. Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định chuyển đổi số phải thực hiện trên cơ sở đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, nâng cao năng lực chuyển đổi số của tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội. Điều này khẳng định vai trò của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ trong việc dẫn dắt quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Với việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thông qua dịch vụ công mức độ 3-4 thuộc cổng dịch vụ công, huyện Nhân Thanh đã tiết kiệm được hàng tỷ đồng và hàng nghìn giờ công lao động cho người dân, doanh nghiệp và cho cả bộ máy hành chính của địa phương. Được thực hiện bằng phương thức doanh nghiệp công nghệ đầu tư xây dựng, vận hành, chính quyền thuê lại, thời gian qua, cơ sở tầng về công nghệ thông tin và viễn thông trên địa bàn huyện đã từng bước phát triển, đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ kịp thời người dân và doanh nghiệp. Quá trình ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thì huyện cũng đã được tỉnh tin tưởng để lựa chọn xã Yên Thọ là một trong 3 xã đầu tiên của tỉnh để chuyển đổi số, và huyện Như Thanh chúng tôi cũng đang đăng ký để là một trong những huyện đầu tiên thực hiện chuyển đổi số trong quá trình quản lý nhà nước. Trong lộ trình xây dựng hoàn thiện chính quyền điện tử, nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã và đang trở thành lực lượng chủ lực trong quá trình triển khai chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện tất cả các lĩnh vực ngành nghề tại tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ chuyển đổi số trong lĩnh vực công của các cơ quan đảng nhà nước, quá trình chuyển đổi số cũng gắn liền với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ. Đơn cử như tập đoàn VNPT nói chung, VNPT Thanh Hóa nói riêng đã chuyển đổi từ dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số, thực hiện chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, đô thị thông minh, y tế, giáo dục. Dịch COVID-19 càng cho thấy chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Theo thống kê, doanh nghiệp chuyển đổi số thành công, năng suất sẽ tăng khoảng 30%. Viễn thông Thanh Hóa đã tập trung đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng viễn thông đáp ứng cho cái xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số cũng như phục vụ nhu cầu của người dân. Viễn thông Thanh Hóa cũng đã tập trung phối hợp các ngành, các cấp, ủy ban nhân dân các huyện trên địa bàn tỉnh để mà triển khai một số cái giải pháp, một số ứng dụng công nghệ trong các cơ quan góp phần thúc đẩy chuyển đổi số.
Chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh xây dựng và phát triển cái nền tảng cho chuyển đổi số, thì bao gồm xây dựng hạ tầng số, rồi dữ liệu số, rồi xây dựng cái mạng internet băng thông rộng, rồi hạ tầng di động 5G nhằm cái xây dựng cái hạ tầng hiện đại, tiên tiến, đảm bảo cái an toàn, an ninh mạng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển và đảm bảo quốc phòng an ninh. Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi số, người dân được hưởng thụ các dịch vụ tiện ích từ chuyển đổi số, kinh tế số chiếm 20% tổng sản phẩm GDP. Để hiện thực hóa các mục tiêu số hóa toàn diện, tỉnh Thanh Hóa xác định triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025 mới đây giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tập đoàn VNPT tiếp tục là tiền đề để thúc đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số toàn diện của tỉnh. Hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã trao tặng phòng học máy vi tính cho trường tiểu học và trung học cơ sở Lương Trí, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trường Trung học cơ sở Lương Trí, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn là trường liên cấp với 20 lớp học và gần 800 học sinh. Nhà trường đặt mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2025 đạt chuẩn trường quốc gia giai đoạn 1 ở cả hai cấp. Tuy nhiên, nhà trường gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới. Với mong muốn góp một phần công sức vào sự phát triển giáo dục địa phương, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã tài trợ cho trường một phòng tin học gồm 40 bộ máy vi tính cấu hình cao, một máy chủ quản lý và các thiết bị tai nghe, bàn ghế đi kèm nhằm giúp học sinh tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin, ứng dụng hiệu quả trong học tập. Ngoài ra, cá nhân ông Võ Mạnh Hà, giám đốc, cũng đã trao 2 suất quà trị giá 10 triệu đồng một suất cho một giáo viên và một học sinh có thành tích giảng dạy học tập cao trong năm học 2020-2021. Cùng với chương trình Sóng và Máy tính cho em tại trường tiểu học và trung học cơ sở Lương Trí, trong nhiều năm qua, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã thường xuyên chia sẻ, đồng hành về thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn, khẳng định trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội và sự phát triển chung của cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, tích tụ tập trung đất đai để góp phần làm thay đổi phương thức và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc. Đây thực sự là nút thắt cần được nhanh chóng tháo gỡ mới có thể thực hiện được mục tiêu từ năm 2021 đến năm 2025. Diện tích tích tụ tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao ở Thanh Hóa tăng thêm 32.000 ha. Trong 5 năm qua, gia đình ông Trịnh Đình Dũng ở thôn 2 xã Quý Lộc, huyện Yên Định đã tích tụ tập trung được 22 hectare đất bãi ven sông để trồng mía. Để tập trung được một diện tích đất lớn như thế này, ông Dũng đã phải ký hợp đồng với rất nhiều hộ dân để thuê đất và hàng năm phải trả tiền thuê đất khoảng 250 triệu đồng. Tuy nhiên, để ông được hưởng chính sách tích tụ tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô, ứng dụng công nghệ cao theo nghị quyết 192 lại gặp nhiều khó khăn. Khó nhất là về cái công ty và đang đòi hỏi cái vấn đề là phải là chứa đường là 10 CCS, thì những lúc mưa là chứa đường cũng không thể đạt được. Đấy là cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai nữa là về các cái thủ tục giấy tờ, thì nói chung bà con nông dân thì đúng có như thế nào được làm như thế đấy, chứ cũng không phải biểu là nói vô đi bây giờ là chạy hết chỗ nọ chỗ kia là bọn tôi cũng khó, rất chi là thấy nó cũng khó khăn, cũng không phải là dễ đâu. Hồ sơ để minh chứng cho cái việc là được hưởng cơ chế chính sách thì còn rất nhiều khó khăn, bất cập, cho nên là đề nghị cái sở ban ngành có cái điều chỉnh làm thế nào cho phù hợp với thực tế để người dân được hưởng cái cơ chế chính sách trên cái việc thực hiện cái tích tụ đất đai. Nhờ tích tụ tập trung đất đai đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, đồng thời tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết giữa sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ nên đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, việc tổ chức thực hiện triển khai nghị quyết 192 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về áp dụng chính sách hỗ trợ tích tụ tập trung đất đai
nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là các tổ chức cá nhân thuê chuyển nhượng quyền sử dụng đất được hưởng chính sách theo nghị quyết số 192 của Hội đồng Nhân dân tỉnh mới giới hạn ở đất được thuê quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân được nhà nước giao đất lâu dài nên khó khăn cho chủ đầu tư để được hưởng chính sách. Tâm lý bám đất sợ mất đất của bà con nông dân gây khó khăn trong quá trình tích tụ. Một số thủ tục vẫn còn rườm rà, mất thời gian cho quá trình thực hiện tích tụ. Hạn mức giao đất nông nghiệp theo luật đất đai thấp cũng đã ảnh hưởng và kìm hãm quá trình đầu tư tích tụ đất đai sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay thì nhân dân đang gặp khó khăn trong cái việc là thu thập hồ sơ chứng minh các cái vốn đầu tư ban đầu. Cũng như là đối với cái thời vụ sản xuất thì cơ cấu cây trồng thì để đảm bảo được cái bền vững thì bà con phải thường xuyên thay đổi cơ cấu cây trồng. Trong khi thì cái tích tụ đất đai của ta thì vẫn đang còn yêu cầu cứng nhắc cho từng cây một. Thì qua đây thì cũng đề nghị là tỉnh thì có những cái điều chỉnh chính sách trong cái thời gian tới cho nó phù hợp với cái điều kiện thực tế sản xuất. Cái nhóm giải pháp thứ nhất đó là tổ chức tốt cái việc kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nhân dân và chính quyền địa phương để tiếp tục đẩy mạnh cái chương trình tích tụ tập trung đất đai gắn với lại tổ chức sản xuất lớn. Cái giải pháp thứ hai đó là cái giải pháp đẩy mạnh và nghiên cứu điều chỉnh các cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho việc tích tụ tập trung đất đai tốt hơn. Trong 10 tháng đầu năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đã tích tụ tập trung được trên 7.700 ha. Để thực hiện được kế hoạch đề ra, ngay từ bây giờ phải có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mới có thể đạt được mục tiêu tăng thêm 32.000 ha trong giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đến nay, trong số 758 hợp tác xã nông nghiệp, đã có 90 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao. Các hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao đã phát huy được hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng giá trị sản xuất thông qua việc tạo ra nhiều sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của thị trường. Theo Liên minh Hợp tác xã Thanh Hóa, Thanh Hóa hiện có 1.165 hợp tác xã, trong đó phần lớn là hợp tác xã nông nghiệp. Nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và hình thành các chuỗi sản xuất khép kín, đảm bảo an toàn sinh học. So với mô hình hoạt động thông thường, hợp tác xã ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao có giá trị thu nhập cao hơn từ 4 đến 5 lần. Hợp tác xã nông nghiệp Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa là một ví dụ. Đơn vị này đang sở hữu gần 1.500 m² nhà lưới trồng các loại rau hữu cơ, dưa kim hoàng hậu và ớt chỉ thiên với sản lượng trung bình đạt 20 tấn một năm. Với việc đầu tư trên 600 triệu đồng của các thành viên cùng hỗ trợ của chính quyền địa phương, từ năm 2019, Hợp tác xã Nông nghiệp Thăng Long đã hoàn thiện hệ thống nhà lưới, áp dụng thành công thực hành nông nghiệp tốt, đạt chứng nhận VietGAP và GlobalGAP. Hợp tác xã cũng đã xây dựng và vận hành ổn định website để giới thiệu và bán sản phẩm. Ngay trong vụ đông năm 2021 này, dù thời tiết mưa bão nhiều, nhưng các sản phẩm rau hữu cơ và ớt chỉ thiên trồng trong nhà lưới của hợp tác xã vẫn phát triển tốt, cho thu hoạch đúng lứa và đảm bảo doanh thu mỗi tháng từ 45 đến 50 triệu đồng. Gia đình với tôi mạnh dạn là đầu tư cái nhà lưới này làm rau thì nói chung là nó an toàn về sức khỏe. Nói chung là nó sạch sẽ, thu nhập gấp 2-3 lần so với mình trồng thông thường. Thuận lợi và có thu nhập cao đã tạo động lực để hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tích tụ đất đai, đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trên những diện tích cây lúa khó khăn, sau khi địa phương dồn đền đổi thửa, các hợp tác xã đã nhận thầu hàng trăm hecta để sản xuất nông nghiệp. Trong đó có nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, tưới tự động tuần hoàn, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ. Bằng cách vừa sản xuất vừa đầu tư mở rộng diện tích, đến nay Thanh Hóa đã có nhiều hợp tác xã xây dựng thành công mô hình sản xuất khép kín trong nhà lưới. Hợp tác xã đã mở nhiều lớp tập huấn để tập huấn cho các hộ sản xuất về các quy trình sản xuất trong nhà màng. Chúng tôi nhận thấy là sản xuất trong nhà màng hạn chế được sâu bệnh và chủ động hoàn toàn về thời vụ và phát huy được hiệu quả để đạt đến năng suất cao nhất. Hiện nay đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì Agribank đang có những cái chính sách ưu đãi. Đó là giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 1,5% so với lãi suất thông thường. Đây cũng là khuyến khích khách hàng mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục quan tâm đến cái việc mà gắn kết với chính quyền địa phương trong cái việc mà đẩy nhanh các cái thủ tục
giúp cho khách hàng hoàn thiện các thủ tục để đáp ứng được đầy đủ điều kiện theo cái tiêu chí nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để khách hàng tiếp cận được cái nguồn vốn một cách nhanh nhất. Nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt sáng tạo, đến nay tổng số vốn của các hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên đạt 40,5 triệu đồng một năm. Bên cạnh đó, việc phát huy nội lực của các hợp tác xã, các chính sách của nhà nước những năm qua cũng góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển của các hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cùng với giá cả các loại vật tư đầu vào tăng cao, các hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao rất cần có thêm các chính sách thiết thực hơn nữa của nhà nước như thu hút đầu tư công nghệ hạ tầng logistics để các hợp tác xã nâng cao năng lực, đẩy mạnh quá trình thực hiện chương trình logistics cho ngành nông nghiệp nhằm giải quyết việc đứt gãy chuỗi cung ứng khi xảy ra thiên tai dịch bệnh và có thêm các gói vay ưu đãi, lãi suất thấp để các hợp tác xã tiếp tục đầu tư phát triển, nhân rộng mô hình và đổi mới công nghệ. Thời điểm này, nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch sắn niên vụ 2021-2022. Cây sắn ở niên vụ này dù bị ảnh hưởng bởi thời tiết sương muối, mưa nhiều và bệnh khảm lá nên năng suất giảm. Tuy nhiên, giá sắn lại cao hơn niên vụ trước nên nông dân vẫn có lãi, thu nhập cao hơn nhiều so với trồng các loại cây khác. Niên vụ 2021-2022, gia đình bà Nguyễn Thị Trọng ở thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân trồng gần 2 hectare sắn giống KM140 và KM94. Bước vào kỳ thu hoạch, toàn bộ sắn của gia đình bà đã được công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông lâm sản xuất khẩu Như Xuân thu mua với giá 2.200 đồng một kg, cao hơn niên vụ trước 600 đồng một kg. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí, mỗi hectare có lãi trên 19 triệu đồng. Hiện nay bà con đang tiến hành thu hoạch để bán cho nhà máy và chuẩn bị cho năm 2021 và 2022. Niên vụ này, nhiều diện tích sắn ở các huyện Như Xuân, Ngọc Lặc, Bá Thước, Thường Xuân bị ảnh hưởng của thời tiết và bệnh khảm lá nên năng suất giảm, chỉ đạt bình quân 19 tấn một hectare, thấp hơn 3 tấn một hectare so với niên vụ trước. Tuy nhiên, đến thời điểm này, giá sắn trên địa bàn tỉnh đang được các doanh nghiệp thu mua với mức từ 2.100 đến 2.200 đồng một kg sắn xô, cao hơn khoảng 30% so với niên vụ trước. Đồng thời, các doanh nghiệp thu mua cũng cam kết không để sắn tồn trên bãi dẫn đến suy giảm chất lượng. Sau gần một tháng kể từ khi bước vào vụ thu hoạch, các địa phương vùng nguyên liệu sắn đã thu hoạch được khoảng 2.800 ha, bằng hơn 20% trong tổng số 13.600 ha trồng sắn niên vụ 2021 của toàn tỉnh. Thì đối với cái giá sắn thì như năm nay thì là cơ bản là ổn định, và đối với địa phương thì đang chỉ đạo cho nhân dân tập trung để thu hoạch cây sắn cho để triển khai các vụ cây trồng khác, tận dụng những diện tích đất để trồng những cái cây sắn để phát triển kinh tế, để đem lại cái hiệu quả kinh tế cho địa phương. Cùng với việc đôn đốc bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, các địa phương cũng chỉ đạo các xã hỗ trợ bà con nông dân khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để bước vào sản xuất niên vụ mới 2022-2023. Trong đó chú trọng đến việc chuẩn bị nguồn giống đảm bảo chất lượng, huy động máy móc cơ giới để làm đất ngay sau khi thu hoạch xong, đồng thời tiếp tục đấu mối với các doanh nghiệp chế biến để bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân. Dự kiến, việc thu hoạch sắn niên vụ này sẽ hoàn thành 100% vào cuối tháng 1 năm 2022. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.